Chiều thứ qua ngày 26 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức đi trao quả Tết cho công dân lao động ngoại tỉnh không việc quê đón Tết, đang cư trú tại các tổ công dân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu và chung cư khu công nghiệp Hòa Khánh. Liên đoàn Lao động thành phố hướng tặng 371 xuất quà, mỗi xuất 500.000 đồng cho công dân lao động và 43 xuất hỗ trợ, mỗi xuất 1 triệu đồng cho lao động đơn thân sống tại các tổ công dân tự quản khu nhà trọ tặng 150 suất quà Tết, mỗi suất 500 000 đồng và túi ăn sinh công đoàn cho công nhân lao động sống tại chung cư khu công nghiệp Hòa Khánh. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đinh Thị Thanh Hà đến thăm trao quà Tết cho 150 công dân thuộc Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà và 107 công dân thuộc Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ, mỗi suất quà trị giá 500 000 đồng. Liên đoàn Lao động thành phố Hướng tiếp tục trao quà cho lao động gọi tỉnh trên địa bàn huyện Hòa Vang và nhờ ở công dân khu công nghiệp Hòa Cầm vào ngày hôm nay, ngày 27 tháng 1. Như Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022, Liên đoàn Lao động Thành phố dành tặng 902 xuất quà Tết, tổng kinh phí là gần 480 triệu đồng cho lao động đơn thân và công dân lao động không về quê đón Tết.